xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô của Salon ô tô Luxury Car Hải Dương, có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Tại đây Salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng, đều có cam kết bảo hành xe không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và hôm nay bên Salon nhà em lại vừa về một mẫu xe mới nữa để giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn. Đây là chiếc Toyota Camry động cơ 2.0 sản xuất cuối 2012, model 2013, phong mới. Và chiếc Toyota Camry này hiện tại đang có mức giá chào bán tại Salon nhà em là 598 triệu. Xe này ngoại thất màu đen và nội thất bên trong là màu kem. Nhìn cái form dáng nó đã có sự khác biệt hoàn toàn so với cái đời 2012 trở về trước. Chiếc này là sản xuất cuối năm 2012, mà chiếc xe này mới sử dụng được hơn 8 vạn cây thôi, còn rất là đẹp. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Nội thất bên trong ghế da còn rất là đẹp. Và xe đã được lắp thêm màn hình cam lùi. Màn hình Android, SIM 4G, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Xe này 5 chỗ ngồi, một trong những chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, đi cùng phân khúc với lại Hyundai Sonata, Mazda 6 và Kia Optima, Honda Accord là những chiếc xe thuộc cùng phân khúc này. Và Toyota Camry là một chiếc xe rất là bền, giữ giá. Option thì có hơi đơn giản một chút so với những chiếc xe cùng phân khúc, nhưng bù lại thì Camry rất là bền và cái độ giữ giá rất là cao. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi, form dáng rất trường xe. Chất lượng tôn vỏ chiếc Toyota Camry này rất là dày. Tiếng đóng mở chắc chắn. Đây ạ, xe đi được 83.857 km, 8.3 vạn. Dưới nắp capo là động cơ 2.0. Quý vị quý chị xem xong clip này mà có nhu cầu muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ cho em vào số hotline là 0828 066 166 với số 0978 607 555. Chiếc xe này em nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe. Đây là chiếc Toyota Camry sản xuất cuối năm 2012, model 2013, động cơ 2.0, số tự động. Hiện tại đang có mức giá chào bán tại Salon Luxury Car Hải Dương là 598 triệu. Hỗ trợ banh lên đến 50% giá trị xe.